Hay là ngày mai anh nghỉ một ngày để đi cùng em ha? Em ở lại có một đêm mà. Với lại em còn nhiều chuyện muốn tâm sự với ba lắm. Anh mà đi là em sẽ bỏ rơi anh đó. Thôi được rồi, đi chơi với ba vui vẻ. Ngày mai nhớ kêu thằng Hải chạy xe cẩn thận á. Ừ, em biết rồi. Có ai chở em mà dám chạy không cẩn thận đâu. Anh cũng vậy mà. Vậy anh yên tâm rồi. Nhớ về sớm với tôi nha chưa? Nhớ rồi, trời ơi nhắc hoài. Anh sao vậy? Bộ có chuyện gì không? Dạo này anh không biết anh bị gì nữa. Chỉ muốn em ở bên cạnh anh thôi. Không muốn rời xa em nữa. Em thấy là anh vẫn còn không thoải mái lắm khi gặp Châu đúng không? Hay là anh Không còn... có. Em nghĩ vậy là xúc phạm anh đó nha. Hiện tại anh chỉ yêu một mình em thôi. Chẳng qua là anh không muốn em khó xử nên anh mới giao tiếp thôi. Chứ anh đâu có nghĩ gì nữa. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai đi xe đợi mình. Alo, Vân nghe nè. Châu nè, Vân có nhà không? Châu định đem mấy món đồ trang trí qua tặng Vân nè. Hôm nay có thợ lắp ráp ít đồ nên là anh tính ở bển. Vân thì xuống thăm ba rồi. À vậy hả? Vậy Vân đi chơi vui vẻ nha. Khi nào về mình gặp lại. Để cuối tuần Vân gọi cho Châu nha. Bye Châu. Bye Vân. Đi chơi với thằng ma cờ bông đó mà cô cũng ăn diện quá ha. Có tiền mà cũng sợ nó bỏ nữa hả? Đó là chuyện của tôi. Sao? Tưởng hôm nay anh ngủ nhà con bồ hờ của anh chứ. Chắc là hôm nay cô có khách khác tiếp rồi, không có tiếp anh được hả? Đáng lẽ phải ưu tiên cho anh chứ. Chừng nào cô mới biến gọi cuộc đời của tôi. Tôi chán cái mùi của cô lắm rồi. Chuyện đó phụ thuộc vào anh mà. Đưa 5 tỷ đây, tôi đi liền. Anh nghĩ con mình anh chán ghét hả? Tôi còn ghét cái mùi anh hơn. Cô tới đây làm gì? Vân nói khi nào em rảnh thì cứ qua chơi. Hôm nay em rảnh, cho nên em ghé qua. Vân không có nhà. Nếu cô muốn chơi thì hôm khác quay lại. Em biết Vân không có nhà. Em tới đây để tìm anh. Cô nói gì vậy? Cô không biết xấu hổ hả? Cô đã làm rất nhiều chuyện với tôi, bây giờ cô quên hết rồi sao? Em bỏ anh mới có động lực làm giàu, có cuộc sống tốt hơn mà. Vậy là giờ tôi phải cảm ơn cô hả? Không cần nhất thiết phải cảm ơn em. Chỉ cần anh hiểu cho em lúc đó. Đừng có ghét bỏ em là được rồi. Vậy cô nghĩ coi, vợ sắp cưới của mình bỏ mình trước ngày cưới
chỉ vì lý do mình nghèo thôi. Cô muốn tôi hiểu cho cô như thế nào? Mà không sao, tôi nghĩ là cô cũng không cần tôi hiểu đâu. Cô cứ sống một cuộc sống của cô là được. Từ nhỏ em đã sống trong cảnh nghèo khó, phải chạy theo từng miếng ăn, cho nên em rất là sợ cảnh nghèo. Em cứ nghĩ là mình chọn chạy theo đồng tiền thì em sẽ hạnh phúc, cho nên em mới chọn anh ta mà bỏ anh. Em xin lỗi, em đã sai rồi. Bây giờ em phát hiện mình vẫn còn yêu anh, em không quên anh được. Em không quên anh được. Giờ tôi là người có vợ rồi, cô làm mấy trò này có ích gì. Cô đi về đi. Em biết, nhưng mà bây giờ trong đầu em chỉ nghĩ tới anh thôi. Nhìn anh với Vân như vậy, em cảm thấy khó chịu lắm. Em phải làm sao bây giờ? Đó là chuyện của cô. Cái ngày mà hai đứa mình sắp đám cưới, cô quyết định bỏ tôi đi. Lúc đó cô có nghĩ tới cảm xúc của tôi không? Cô có nghĩ tới sự tổn thương của tôi không? Lúc đó tôi như muốn chết đi cho rồi. Tôi rất là hận cô. Và hận cả bản thân mình nữa. Cô không cần phải xin lỗi tôi đâu. Cho dù bây giờ cô làm cái gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Anh đừng đối xử với em vậy mà. Vì em không cần gì hết, em chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi. Cho tới khi lúc nãy tôi chỉ ghét và căm thù cô thôi. Nhưng mà bây giờ tôi coi thường. Tôi không muốn vì cô mà dân hiểu lầm tôi. Cô đi về đi. Anh có yêu Vân thật lòng không? Hay anh đang dùng Vân để thỏa lấp khoảng trống khi thiếu em? Cô tự tin quá rồi đó. Không phải em tự tin, em đang muốn anh thật lòng với chính mình. Anh ở bên cạnh Vân bao nhiêu năm rồi mà anh không yêu cổ. Tới khi em bỏ anh, thịnh cưới cổ liền. Anh nghĩ đi, em có tin được không? Do lúc đó tôi chưa hiểu lòng mình thôi. Còn bây giờ tôi biết điều gì quan trọng với tôi rồi. Cô hiểu cũng được, không hiểu cũng không sao. Tôi không muốn gì con người như cô mà ảnh hưởng tới tình cảm với tôi với Vân. Cô đi về đi. Tôi và cô không liên quan nữa. Thank you.
con gái. Ba xong việc rồi hả? Nè, con xuống mà không báo cho ba biết trước, nếu ba biết ba thu xếp công chuyện để chiều nay chở con đi chơi rồi. Con muốn làm cho ba bất ngờ mà. Mà bây giờ thôi cha con mình đi luôn nha. Ở đây có một cái quán lẩu rất là ngon, con nhớ rủ Hải đi luôn. Hải hôm nay nó phải ăn với gia đình nó rồi, hai cha con mình đi riêng thôi. Ừ, cũng đúng ha. Mà nhớ á, con mang theo đồ đạc để chút ba thuê phòng cho con á trên thị trấn luôn. Dạ. Vậy giờ mình đi ha. Tính ra là ba làm công trình ở đây cũng 7 tháng rồi hả? Gần 8 tháng rồi con, giờ còn 2 tháng nữa mới xong. Bây giờ ba cũng có tuổi rồi, đâu còn trẻ nữa đâu. Ba mà ở đây con cảm thấy không yên tâm. Có sao đâu con, làm công trình mà ai cũng phải như vậy. Mai mốt ba nhận công trình mới là con với anh Tính phải tìm chỗ ở cho ba rồi mới cho ba đi làm. Được rồi mà. Đi ha. Có phải chú là chủ thầu công trình đằng trước em chú? Là tôi đây. Có gì không cậu? Có một anh đụng xe vô người ta, mà anh nói làm ở đây nhờ chú ra bảo lãnh. Nhưng mà người đó có bị gì không? Anh tên gì? Gấp quá con không hỏi kịp nữa, mà con thấy tình hình căng thẳng lắm. Vậy thôi, ba ra coi sao đi, có ở đây con đợi ba. Có gì à? Con đây chào ba nghe, chúc ba về liền. Dạ. Đi cậu. Tôi không hiểu là tại sao mà bên đối tác lại chấp nhận cho ba tôi nợ 1 năm tiền nguyên liệu như vậy. Vì ông ấy đặt điều kiện, nếu như không, ông ấy sẽ hủy hợp đồng. Mà anh cũng biết chủ nhà hàng chúng ta là một trong những khách hàng tiềm năng bên họ mà. Thì bình thường thôi. Nhưng mà thời gian này nhàn làm ăn quá thua lỗ, tháng nào cũng phải bù tiền. Cứ như vậy, thật sự rất khó. Bây giờ phải ráng sắp xếp và thanh toán với họ sớm nhất thôi. Chắc họ không cho mình thu xếp đâu. Họ đã hối nợ cách đây 2 tháng rồi đó. Anh nói cái gì? Sao tôi không biết chuyện này? Hình như chủ tịch đang có vấn đề về tài chính. Ý là sao? Căn nhà anh đang ở đã bị thế chấp rồi đó. Tại sao? Tại sao ba tôi cần nhiều tiền như vậy? Bởi vì chủ tịch nói với tôi là rất trên bầu lập sắp lên giá. Thành ra ông ấy gom hết tài sản, nhưng cuối cùng khu đất đó đã được bán cho rất nhiều người. Đó là do ông về Việt Nam gấp đó. Chuyện quan trọng như vậy mà người biết là anh chứ không phải tôi. Cậu đừng nghĩ xấu cho ông ấy, bởi vì ông ấy không muốn cậu lo thôi. Ông rất tin tưởng vào tài năng của cậu. Bây giờ thì cậu có nói cái gì thì cũng vậy thôi à. Tôi đâu có hỏi được đâu. Cậu về trước đi, tôi muốn ở đây một mình. Nè, cậu. Bao lâu nữa mới tới vậy? Đi còn khoảng 5 phút nữa chú ơi. Đường này là đường cùng mà, làm gì mà đi tới 5-10 phút?
Đâu có, đường này được mà chú. Cậu đang nói dối tôi phải không? Đâu có, nói thiệt mà. Nè, mấy cậu làm gì con gái tôi? Hả? Nè, ngày mai anh không cần phải nghỉ đâu. Hải đưa em đi sớm, chắc là cũng chưa có nắng. Nhưng mà cũng khoảng 11 giờ mới đến nơi á. Cũng phải mất hết nguyên cả buổi sáng á. Nhưng anh nhớ em lắm. Không gặp được em anh đi làm không nổi đâu. Anh cũng dẻo miệng quá ha. Anh mà cứ lấy cớ vì em mà xin nghỉ hoài là anh sẽ bị đuổi luôn đó. Anh biết rồi, anh đi làm rồi sẽ về sớm. Em dặn Hải đi cẩn thận, ngủ ngon nha. Dạ em biết rồi, anh cũng ngủ ngon nha. Hai anh tìm ai? Em gái đón xem. Nếu như mà tìm ba tôi thì ngày mai hai anh quay lại nha. Ba tôi không có ở đây. Gái em nhầm rồi. Tụi anh đâu kiếm ba em. Dụ ba em ra ngoài để tới đây riêng em á. Thảo, anh nghe nói em sắp lấy chồng đúng không? Được, để tụi anh trang điểm cho em nha. Tính rạch mặt mà cô em chống cự quyết liệt quá. Bây giờ tụi anh tính làm gì khác rồi? Tưởng gì? Chị có sao không? Sao? Không có gì gì nữa. Có bao nhiêu đó mấy người cũng làm không xong. Mấy người đúng là vô dụng thiệt á. Cài xui thôi. Chứ tụi này trước giờ làm tất cả đều gọn gàng hết. Con nhỏ đó nó hên quá. Thôi, thanh toán tiền lẻ cho tụi này đi. Thanh toán tiền? Có làm được gì đâu mà thanh toán. Tôi sẽ trả phần nữa. Được số tài khoản đây. Khi nào em chuyển tiền cho tôi? À, tôi đâu có định chuyển đâu. Anh nói gì vậy? Hôm bữa anh đồng ý rồi mà. Bữa phiền quá rồi hứa đại thôi. Giờ nghĩ lại thì tiền khó kiếm. Mà đưa cho cô một cục như vậy thì không đáng. Nếu như cô muốn thì... cứ ở lại sống với tôi vui vui. Đừng nói anh bày trò này để níu kéo tôi nha. Cô bị quan tưởng hả? Nếu như cô nói là tôi bày trò này để níu kéo cô, để cô ở lại, rồi tôi hành hạ cô, thì nghe nó hợp lý hơn. Tôi còn sống chung với anh, sao anh qua lại với người khác được?
Chiều giờ con chưa có ăn gì. Ăn chút đi rồi còn nghỉ ngơi nữa không? Con mệt quá, con không muốn ăn. Phở chỗ này ngon lắm, chú với chị ăn miếng cho nóng. Chị không ăn đâu. Nghĩ cũng lạ thiệt. Ba ở đây gần cả năm rồi, dân tình ở đây thì hiền lắm, không biết tại sao mấy thằng đó lại đây kiếm chuyện. Con cũng không biết mặt tụi này, hình như không phải là dân xã mình. Chắc là tụi ớt ơ rồi đau đến, rồi thấy chị Dân nên nhào vô kiếm chuyện. Hình như là tụi nó nhắm tới chị á. Tụi nó còn biết cả việc con sắp đám cưới nữa. Vì sao tụi nó biết được? Ba đâu có nói cho ai biết đâu. Với lại lần đầu tiên con xuống đây mà. Lần đầu chị Dân xuống đây đâu có đụng chuyện với ai. Sao lại có người muốn hại chị? Anh ăn đi. Thôi được rồi, anh sẽ thử tay nghề của đầu bếp mới của nhà hàng. Sao vậy anh? Em nấu không được ngon lắm hả? Không ngon. Bởi vì nó quá ngon. Anh không nghĩ là em mới học ở nhà hàng có vài ngày mà em nấu rất là đậm vị luôn đó. Anh lại khen để động viên em đó hả? Anh nói thật, không tin em cứ đưa xuống cho bếp trưởng. Lại đa nghi, còn trẻ mà đã mắc bệnh đa nghi rồi. Có lẽ là em đã sống quá lâu ở một nơi mà sự nhẹ dạ không mang lại điều gì tốt đẹp cả. Anh biết là em đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng tất cả những chuyện đó là quá khứ. Điều em cần là sống và nghĩ cho tương lai của mình. Tình cảm quá à. Nhìn thấy cảnh này muốn rớt nước mắt luôn á. Cô tới đây làm cái gì? Anh cũng mắc cười thiệt. Gái làng chơi thì anh rước vô đây hú hí, trong khi vợ anh tới tìm thì anh hỏi tới đây làm cái gì. Cô bớt nói nhảm đi. Cô tới đây cũng vớt thôi. Tôi sẽ không hỏi ra người chuyện một cách. Hay là để em ra ngoài để hai người nói chuyện nha.
Đứng lại. Có gan giật chồng người khác thì có gan chịu đòn chứ. Cô làm cái gì vậy? Muốn kiếm chuyện thì kiếm chuyện với tôi nè. Muốn combo của anh không hư hao gì á, Thành biết phải làm sao mà. Sao cô như con đĩa đói, cứ bám riết lấy tôi để hút máu mà chịu buông vậy? Cô muốn cái gì? Cô nói luôn đi. Anh biết tôi muốn cái gì mà. Sang tên tài sản của anh qua cho tôi đi. Đã không cần phải thấy mặt tôi đâu. Tôi cũng muốn lắm, nhưng bây giờ thì chưa được. Cô chờ thêm đi. Bị đánh chưa đủ hả? Có ăn đòn thêm hay gì? Còn mày, ở nhà xin tiền không được cho nên mò tới đây luôn hả? Mày nghĩ mày cướp được chồng tao mày ngon lắm hả? Không cần phải đi ngủ với thằng khách khác nữa sao? Quá khứ của tao anh Kha không chấp nhất. Ít ra tao cũng thật lòng với ảnh hơn mày mà. Loại người như mày mà cũng đòi thật lòng nữa hả? Tao biết là mày tức tao, cho nên cố tình cướp anh Kha. Mày muốn chọc tao nổi điên lên chứ gì? Đúng rồi đó. Tao muốn lấy tất cả những gì của mày. Và tao muốn thấy cái cảnh mày trở lại hai bàn tay trắng. Tao thấy anh Kha cũng thật lòng với mày á. Tại sao mày gạt ảnh chi vậy? Tại vì anh Kha dễ lừa quá. Đối với tao á, đâu có khó gì đâu. Bây giờ anh Kha đã hoàn toàn tin tưởng tao rồi, không còn tin mày nữa. Cái vị trí của mày á, không lâu nữa sẽ thuộc về tao. Anh nghe rõ chưa? Anh Kha, anh nghe em giải thích đã. Đủ rồi. Tôi nghe đủ rồi. Không cần phải diễn nữa. Tính ra anh phải cảm ơn em á. Nhờ em anh mới biết được bộ mặt thật của nó, không đánh lừa gạt nữa. Cảm ơn em. Mà hai người hợp làm bạn với nhau lắm á. Kết hợp lại thành bộ đôi lừa đảo. Dạ. Đi lên phòng quản lý lấy lương. Từ mai không cần tới nữa. Tuổi gì muốn đấu với tao? Bạn thân ơi, phải lựa chọn đến mang niềm tin về sau mai mai. Biết chẳng có cách nào để em được khâu nỗi đau sai lầm. Em còn muốn sẽ bên ai suốt đời. Wow, quá khứ của mày hiện ra trước mắt kìa. Toàn bộ tài sản ngươi nghĩ thuộc về tôi cầm cố hết rồi. Còn ở nhà hàng thì đang làm ăn thua lỗ. Ráng chờ đợi một thời gian nữa, đủ tiền thì tôi sẽ đưa cô đủ 2 tỷ. 2 tỷ? Hồi nãy Vân gặp anh Kha ngoài đường, thấy ảnh say xỉn mà đi có mình à. Vân sợ anh gặp nguy hiểm nên đưa ảnh về giùm. Sao hồi nãy giờ Vân gọi Châu không được? Hôm nay Châu thấy mệt, định đi ngủ sớm. Cái nhà này thương nhau quá ha.
Có lẽ mọi người thấy Châu rất là vô tâm, nhưng mà anh Kha thường xuyên đi chơi đêm và không về nhà. Trời đất ơi, cái ngày đám cưới Vân Vân mà nó còn điện thoại tới nó ám vậy đó. Để xem có cái tức không. Nhưng mà chị không dám nói với Vân.